Sáng ngày 27 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn kéo dài, từ tối ngày 26 tháng 9, trên tuyến quốc lộ 8A, đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim 1 đã xảy ra sạt lở. Tại hiện trường, có khoảng 100 mét khối đất đá, cây cối bị đổ xuống đường, kéo dài khoảng 50 mét, làm ách tắc giao thông qua đây. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã cử lực lượng đặt biển cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, huy động các máy móc chuyên dụng để dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả sạt lở, sớm thông đường.